Năm 2018, công ty cổ phần Tasco được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao thực hiện dự án đường Lê Đức Thọ đến khu đô thị mới Xuân Phương theo hình thức hợp đồng BT. Dự án này đã bị Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước vạch ra hàng loạt sai phạm liên quan đến công tác chọn nhà thầu, lập và phê duyệt tổng vốn đầu tư. Trong quá trình thi công dự án, Tasco đã bị chỉ mặt nhiều sai phạm trong tính toán áp dụng định mức, đơn giá, tỷ lệ chi phí, khối lượng của nhiều hạng mục, dẫn tới tổng mức đầu tư của dự án bị đội lên 437 tỷ đồng vào năm 2012. Dự án đã bị kéo giãn tiến độ tới tận tháng 4 năm 2017 mới hoàn thành. Sunshine Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Theo Kiểm toán Nhà nước, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ đến khu đô thị mới Xuân Vương bị chỉ ra hàng loạt sai phạm. Cụ thể, dự án lựa chọn chủ đầu tư là công ty cổ phần Tasco, không đủ năng lực tài chính, thiết kế dự toán, không được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, thẩm định, phê duyệt là nguyên nhân gây thất thoát ngân sách lớn, thương thảo, ký hợp đồng chưa đảm bảo quy định. Cùng với đó, Kiểm toán Nhà nước cũng cho biết việc giao đất chỉ định cho nhà đầu tư là trái với quy định của luật đất đai. Việc không quy định cụ thể thời điểm giao đất dẫn tới có dự án được giao đất trước khi thực hiện dự án BT. Dự án này cũng được chính quyền giao đất trong khi dự án BT chưa hoàn thiện. Việc tạm tính tiền sử dụng đất để xác định giá trị đối ứng khi giao đất cho dự án BT tại thời điểm thực hiện dự án BT dễ dẫn đến thất thoát ngân sách nhà nước. Cũng theo Kiểm toán Nhà nước, việc xác định giá đất theo phương pháp thặng dư tại thông tư số 145/2007 ngày 6 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính và số 36/2014 thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép tính chi phí dự phòng trong chi phí phát triển còn bất hợp lý, không sát hoặc phụ thuộc yếu tố chủ quan dẫn đến giá đất thấp, không sát với giá thị trường làm thất thoát lớn tài sản, ngân sách nhà nước. Tại dự án khu đô thị mới Xuân Vương, mặc dù hợp đồng BT ký thống nhất tiền sử dụng đất đối ứng với giá trị dự án BT theo nguyên tắc ngang giá cùng thời điểm ký kết hợp đồng BT và giá không đổi, nên không có yếu tố dự phòng, nhưng do áp dụng phương pháp thặng dư quy định tại thông tư số 145/2007 thông tư của Bộ Tài chính và thông tư số 36/2014 thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường nên vẫn xác định phí phát triển bao gồm cả dự phòng 323,2 tỷ đồng làm giảm tiền sử dụng đất phải nộp tương ứng 323,2 tỷ đồng. Năm 2017, kết luận Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ tại thời điểm được thẩm định, đánh giá và lựa chọn để thực hiện dự án trong khi năng lực tài chính của nhà đầu tư, công ty cổ phần Tasco hạn chế, không đảm bảo năng lực, công tác lập, thẩm định và phê duyệt tổng vốn đầu tư không chính xác do áp dụng định mức, đơn giá và tính toán khối lượng không đúng làm tăng giá trị hợp đồng BT là hơn 19.561 triệu đồng. Mới đây, các hộ dân mua nhà sinh sống tại khu đô thị sinh thái Xuân Vương đã gửi đơn kêu cứu tới báo Tầm nhìn cho biết đã gần 5 năm kể từ ngày mua nhà, các cư dân vẫn chưa được chủ đầu tư tiến hành làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mặc dù người dân đã đóng đủ 95% giá trị căn nhà cho chủ đầu tư. Ngày 13 tháng 4 năm 2018, công ty cổ phần Tasco có công văn số 115 gửi cư dân tại dự án Foresta Villa cho biết thời gian dự kiến cấp sổ đỏ cho khách hàng là trong quý 4 năm 2018. Tuy nhiên, sau nhiều lần hứa hẹn thì đến nay chủ đầu tư vẫn chưa thể hoàn thiện các thủ tục để cấp sổ đỏ cho người dân. Trước tình cảnh trên, người dân đã đồng loạt căng băng rôn đề nghị Tasco hoàn thiện làm thủ tục cấp sổ đỏ. Chúng tôi là đến đây từ 2018, 2019 cho đến nay là 3 năm rồi. Thế nhưng mà trong cái hợp đồng thì khi nhận nhà ấy 50 ngày sau là có sổ đỏ. Thế nhưng cho đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa nhận được sổ đỏ. Thì chúng tôi chỉ có đề nghị làm sao như vậy là chủ đầu tư làm sao sớm để cấp lại cái sổ đỏ cho chúng tôi thôi. Chứ bây giờ như vậy thì chúng tôi cảm thấy nó cứ đợt nọ xong lại lan can khất đến đợt kia. Thì trong cái thời gian mà chúng tôi bắt đầu nhận nhà ở đây
và cái ký hợp đồng thì chúng tôi đã làm đúng theo cái chủ trương của dự án. Là chúng tôi phải nộp 95% số tiền mua một căn hộ. Thì đa số ở đây là đã nộp đủ 95%. Đến nay thì chưa có sổ đỏ. Bà con ở đây là rất cần với sổ đỏ. Thứ nhất là để an cư, thứ hai là để làm ăn. Theo cái hợp đồng thì là 50 ngày thì có sổ đỏ khi nhận nhà và đã nộp đủ 95% số tiền. Nhưng mà đến nay thì chủ đầu tư là anh em cũng kiến nghị là chính chứ chưa viết văn bản. Nhiều lần là ta chưa viết văn bản, chỉ kiến nghị một mồm. Nhưng mà sau đó là lâu quá mà chủ đầu tư khất lên khất xuống thì tập thể các gia đình ấy có kiến nghị lên chủ đầu tư nhưng mà cũng không có văn bản mà chỉ trả lời mồm là cứ khất và khất đến giờ là đã 3-4 năm. Thế thì hiện nay thì các bác có cái đề nghị gì về những cái vấn đề trên? Tuy nhiên thì chúng tôi chỉ đề nghị là các cấp chính quyền cũng như các cơ quan có trách nhiệm là giúp cho dân chúng tôi là có sở. Tại khoản 4 điều 13 luật kinh doanh bất động sản nêu, trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà, công trình xây dựng cho người mua hoặc kể từ ngày hết hạn thuê mua thì phải làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho bên mua. Theo Nghị định 91-2019, Nghị định Chính phủ có hiệu lực từ ngày 5 tháng 1 năm 2020, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Theo đó, đơn vị kinh doanh bất động sản hoặc nhận chuyển quyền sử dụng đất nếu không cung cấp đầy đủ giấy tờ cho người mua sẽ bị phạt tùy vào mức độ vi phạm. Trong đó, mức thấp nhất là từ 50 ngày đến 6 tháng sẽ bị phạt tiền từ mức 10 triệu đến 100 triệu đồng. Mức vi phạm 6 đến 9 tháng sẽ bị phạt tối đa 300 triệu đồng. 9 đến 12 tháng, mức phạt tối đa là 500 triệu đồng. Từ tháng 12 trở lên, mức phạt tối đa là 1 tỷ đồng. Truyền hình Báo Điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin.